cái lòng nè. À, cái này đi, bò lá lốt đi. Đây, cái bò lá lốt đi. Ngon, cũng giống như nhà hàng nha các bạn. Mọi người, ngon hơn chứ. ăn món ăn đường phố nha mọi người. Việt Nam nha, và thưởng thức những món ăn cổ truyền của Việt Nam tại Mỹ. Bây giờ theo chân Lâm Vân vô coi đồ ăn cổ truyền của mình nha. Người Việt Nam ở đây. Thì tiếp lời với lại Túp Lều Lý Tưởng nha mọi người, thì đây là khu tập trung 3 ngày hội Đức Mẹ, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ quay chỉ là ăn uống và văn nghệ thôi nha. Đó. Thì rất là đông nha, bây giờ trời hôm nay rất là nóng. 90 mấy độ lận, thì bây giờ mình sẽ đi coi các gian hàng ở đây. Bây giờ con đang ngồi ăn uống này, ăn uống cái gì, chiên cái gì đây không biết, lộn xong rồi chiên, luộc xong rồi chiên, lại đông quá trời luôn. Đây gian hàng bánh vịt lộn, vịt lộn chiên. Ba hộp 10 đồng, một hộp 4 đồng. Bánh tráng tôm trộn. Trời ơi, nhìn giống như Việt Nam lắm nè. Trời ơi, trong cái thau. Rồi, tới coi kìa. Bánh tráng tôm trộn. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn, họ đang trộn này. Bánh tráng trộn 84. Bánh tráng trộn nè. Đó, đây là thịt gà nè. Cái này là gì, đu đủ hả? Xoài. Xoài sống. Xoài sống. Ăn cho nó chua chua. Có xoài ngon đúng không? Đông kìa mọi người, quá đông luôn. Nay mình dắt bà con đi ăn. Hôm nay mưa dành nước là cũng ấy, bởi vì hôm nay tới 90 mấy độ lực. Đây là quá nóng luôn. Đây là nước chanh. Đó, các em thiếu nhi. Thiếu nhi đang làm đó. Đó, hàng nước chanh này hôm nay nóng mà cho nên là tha hồ. Quá trời đông luôn nè. Đông, trời ơi, trong này nó đông. Đây là những món ngoài trời nha. Tí nữa mình sẽ đưa vào trong nhà những món trong nhà đấy nha. Đây là những món ăn vặt ngoài trời. Đó. Đông quá trời đông. Đây là hàng giống như là cơm. Cơm là Việt Nam nha. Tôm thịt kho nè. Tôm rang. Cải nè. Quất. Bánh coi nguyên dàn nè, quá trời đủ loại nha. Wow, đây là những món ăn cổ truyền nè, có xôi gấc nè. Đó, có xôi gấc nè. Chả, xôi gấc chả nè, có bánh ú nè. Đủ thứ. Hello. Giới thiệu luôn nha. Gặp người quen á. Đây là các cô gái rất là trẻ nha, bán quán nha. Ngày hôm nay rất là nóng nhưng vẫn có nụ cười trên môi này đó. Tiếp đãi nồng hậu này nha. Đó. Bánh mì chả. Đó. Rồi cơm bún thịt nướng. Wow, đủ các loại nha mọi người. Cơm chiên. Đó, cơm thịt nướng. Cái đó dồi hả? Dồi. Bò lá lốt. Bò lá lốt. Đủ các loại món ăn. Đủ các loại món ăn chơi nha. Đặc sản quê hương. Đó, cơm cái này bún. Bún chả giò. Bún thịt nướng. Rồi, bánh mì, đủ các loại nha. Quá trời. Đông quá trời đông luôn. Bà con vẫn ăn giống như là tôm tươi vậy.
đó, quá trời đủ 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 các loại. Lá gai. À, bánh lá gai. Trời ơi, đặc sản này nha. Đây bánh ít lá gai đây mọi người. Đó. Bắp luộc. Rồi. Rất là đông. Và đây là qua cái khu này là order here là chắc là phở. Các loại đủ chào cha. À, đây là mọi người ăn này, vào đông dễ sợ. À, đây toàn là người Việt Nam mình không nha, quá đông luôn. À sao ăn rồi đông quá trời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi tiếp tục. Đây là cái chỗ order là mình lấy mua và rồi mình sẽ họ sẽ để sẵn mua là to go thôi. Con này đồ ăn cho ăn vặt cho con nít đây. French fry chicken là giống như cho con nít. Đây là đưa một khay đưa ra này, đây là cái khay kìa, cánh gà cho con nít này, cho những em bé này, đủ các tầng lớp. Chào người đẹp nha. Đây, cảm ơn người đẹp rất nhiều đã sớp đồ ăn nha, giúp nhà thờ nha. Rồi ơi, đây cái đồ mua cho bánh kẹp cho các em bé, cái này các em bé, người lớn cũng ăn được luôn. Bánh kẹp nóng luôn nha. Nóng tại chỗ, đồ tại chỗ cho nên thơm phức. Rồi. Cho nên mấy cô nóng, cho nên trời nóng mà mấy cô má đỏ hồng luôn. Nhờ các cô như vậy cả nhà thờ mới có tiếp tục live stream tới đâu rồi. Oh, hello. Live stream tới đâu rồi. Nó bây giờ nó rẽ nhau nó đi chơi rồi. Đây là hàng bánh kẹp nóng quá trời luôn. Đó. Bánh kẹp xong rồi cái gì bên kia kìa, cái gì nữa đó chứ không phải là bánh kẹp không. Đây cái này là cái gì, là mà sao là bà con đứng mến đồ kem xong rồi đổ xong rồi lấy bọc kem vô à. Đó, người ta đổ xong rồi cái bột bánh okay. Rồi bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào bên trong nha. Đây là quán bia, quán nước. Đó, bia nước bubble tea, đủ các món ăn chơi. Đây là đủ các món ăn chơi nha. Đây. Và bên trong này cũng cho chỗ mua đồ và chuẩn bị ca nhạc nha mọi người. Đây, đông quá trời đông luôn. Đây là khu chỗ mà chuẩn bị có ca nhạc nha. Người ta mua đồ ăn xong ta vô đây ta ngồi. Xong ta ăn uống. Đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Đây. Đây bây giờ là bán đó. Bây giờ mới có đầy đủ nè, lúc nãy không có đầy đủ nha. Đó cho nên không có quay có người đẹp. Bây giờ là có đầy đủ mới quay người đẹp nè. Đó. Đó. Tôm chiên, cánh gà. Các loại cho các em bé. Đó. Cà phê. Chè. Đủ các loại nha. Chè. Giờ nhạc nó lên hơi ồn nha mọi người, thông cảm. Đủ các loại. Đủ các loại. Các cô đẹp nè. Dù tuy nóng mệt nhưng vẫn có nụ cười, cười lên. Cười lên. Quá trời đồ. Không, cái này bán cũng giống kia. Để chia ra là vì nó đông quá. Đây ai coi có quen biết không, vô nhận bà con. Càng ngày càng đông, càng về khuya càng đông nha mọi người. Thì mặt trời nó xuống á, thì nó mát hơn. Thì bà con
sẽ tụ lại, bởi vì lúc nãy ở đây nó nóng tới coi như là gần 100 độ đó, ở trong xe là hơn 100 độ nha, cho nên rất là nóng. Ngày hôm nay và ngày mai là nóng nhất cho của cái trong những ngày của tiểu bang mình đó. Bây giờ Túp Lề Lý Tưởng sẽ đi coi mua những cái gì để ăn để review cho mọi người, thịt nướng hay gì đó. Ok. Rồi chè này đầu đồ trắng miệng. Thử cái này đi, thôi. Thử cái lòng nè. Anh chơi đi coi có gì anh chơi ông bún thịt nướng hay gì đó. Có rồi phải không? Rồi cái đó. Cái này đi, bỏ lá lốt đi. Cái bào lá lốt đi. Đó. Rồi, để đi lấy thêm. Hello chị. Trời ơi, chánh xe rồi, ta bây giờ lên luôn nè. Rồi, gì nữa? Oh, hello anh. Chuyên gia bắt sỏi phải không? Âm thầm coi video anh. Cảm ơn. Mùa này là đang bên nó nhiều lắm. Đây là fan của mình nha. Welcome to Happy Valley. Đây anh nói là anh hay theo dõi kênh của mình đi bắt sò bắt ốc đúng không? Cũng coi vườn của mình nữa. Anh tên gì? Em Duy. Duy. Hân hạnh anh Duy nha. Cảm ơn anh support nha. Cảm ơn rất là nhiều. Năm nào mình cũng đi ở đây. Hồi xưa ở bên kia là mình đi chưa bỏ năm nào, là 20 mấy năm. Tính ra 27 năm chưa bỏ năm nào hết. Nói chung mình đi mình sống mình có cái tầm chút xíu có lòng với em ha. Đây là biết giáo xứ bên đó đang xây. Ngày 24 tháng 11 là khánh thành. Nhà thờ rất là đẹp. 24 tháng 11 nha. Nếu qua chơi nhà mình ở gần đó. Không nói thiệt, nếu mà ấy là cứ liên lạc với mình đi. Em tính là ngày mai đi Vancouver BC. Mai ở đây lơ ấy mà sao lại đi? Chiều mai. Ok, ấy là đi luôn đó hả? Wow. Cảm ơn anh rất nhiều nha, thân thành nha. Thì nếu mà cái vô Facebook á, bên Facebook Lâm Vân có, cũng là Lâm Vân USA á, cứ inbox cho mình hoặc là để lại hoặc là lấy số phone mình gọi qua, mình sẵn sàng nếu mà rảnh rỗi mình dắt đi thôi, không sao hết. Yeah. Ok. Ok rồi. Thank you. Rồi. Rồi. Giờ mua gì? Rồi. Rồi, 40 đồng. Rồi. Anh để review cho mọi người thấy. Cảm ơn các cô rất là nhiều nha. Nhờ các cô phục vụ như vậy thì nhà thờ mới tiếp tục nha. Tuy trời nóng nhưng các cô vẫn vui vẻ cười. Đó, vẫn vui vẻ cười trên môi này đó. Giáo xứ La Vang nha. Đó. Rồi. Giờ ra đây ngồi. Giờ mình tìm chỗ ăn nha. Đây cũng có những anh security nè, đó, giữ an ninh trật tự nha. Giữ an ninh trật tự cho mọi người, rất là cảm ơn các anh rất là nhiều nha. Bắt sò bắt ốc travel. Nhưng mùa này là đang trên đó là bắt sò bắt ốc câu cá. Yeah. Có gì mình cập nhật cái đó. Có gì bắt đó. Ghẹ là bắt hết á, sò lông, sò huyết gì bắt hết luôn. Có luôn, vô coi thấy luôn. Vô trong đó bắt vòi voi. Dạ. Nói chung là bây giờ đang là mùa. Muốn bắt á là phải coi cái con nước. Con nước là nó thấp hay cao. Thì nó trong cái nó có cái nó gọi là Seattle app Puget Sound low tide đó. Mình vô đó mình coi cái tide mà nước nó xuống á thì mình bắt được. Đó. Yeah. Thì quần này này, hiện tại bây giờ là người ta đang bắt bên đó là quần này nước rất là thấp. Bởi vì trời hắng nè. Rồi hai tuần nữa là ngày 20/21/22 á, là thêm một lần nữa. Nếu muốn. Thấy không? Đúng rồi. Yeah. Đó, yeah. Rồi, thì vô coi nếu mà muốn á, thì vô trong Facebook Lâm Vân rồi inbox cho mình, rồi mình dắt đi. Yeah. Yeah. Mình đi ở đây là 27 năm chưa bỏ năm nào nha. Hồi xưa ở bên kia kìa, chỉ có 2 năm bị Covid là không có, là nhưng mà vẫn tới.
vẫn xuống đó, nhưng mà không có không cái thôi, nhưng mà đây từ lúc mà chưa bỏ năm nào, 27 năm rồi. Thôi thân hạnh chào các anh nha. Anh Vũ nè, anh Henry. Henry anh Đại. Đại em Lâm nha, gì là biết rồi, Lâm Vân đó, Vân là vợ, mình là Lâm, Lâm Vân USA. Rồi cảm ơn các anh nha. Rồi thank you. Yes yes, cứ inbox cho mình vô đó, bảo đảm mình welcome. Cũng nhờ cái này nè, mấy người ở Cali á không biết cũng nói cho mình, mình đấy dắt đi luôn từ Cali, cuối cùng giờ là bạn thân. Yep, trước lạ sau quen đúng không? Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi tiếp tục nha, thì mình đi mình sẽ gặp những cái fan hâm mộ và những người bạn và những người cũng làm chung chí hướng. Bây giờ không biết là Túc Lều Lý Tưởng đi tới đâu rồi, không biết ngồi đâu ăn rồi. Túc Lều Lý Tưởng mua gì đó? Nặng quá. Chai một nước chanh nữa hả? Nước chanh dây hả? Hay chanh muối? Chanh muối. Chanh muối uống xong. Ai sẽ muối uống xong khát nước thêm. Tại vì hôm nay nóng rất là nóng nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ mình ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn và review cho mọi người nha. Cái này là giống như là nó gọi là street food nha, ăn ngoài đường đó. Đây là món nước uống của mình nè, nước uống của Lâm Rồng vô. bánh giò nha, bánh ít lá gai nha, thịt nướng, chả giò, hai cái gỏi cuốn nha. Cái này món đặc sản nè. Cái này là dồi xả, dồi chiên, chiên. Và đây món quê hương là món bò lá lốt nha. Bò cuốn lá lốt ở đây. Đây, bây giờ mình mở bò lá lốt ra cho mọi người coi nha. Đây. Rồi ngon chưa? Đang còn nóng hổi luôn nha. Vào mở ra. Đó. Chấm nước mắm nêm nha. Mở kia ra luôn, mở kia ra. Mở này lên. Ở Mỹ nhưng mà vẫn có mắm nêm nha. Đó. Là đúng gu của nó là mắm nêm nha mọi người. Dạ. Nếu không là không có ngon đâu. Rồi đây là dồi. Dồi xả. Dồi xả nhưng mà rồi chiên. Ồ thơm quá luôn. Chiên. Wow. Giống như xúc xích á, giống như xúc xích á. Giống như xúc xích á mọi người. Rồi. Rồi mở kia đi. Cái này là gỏi cuốn nha các bạn. Cuốn, nói chung là 5 đồng cái, này thì 5 đồng nè. Cái này là 7 đồng tiền nha. Thì mình ăn uống mình ủng hộ. Nhưng mà những cái món quê hương nha. Thì giờ mình sẽ cho mọi người thấy nha. Dạ Lâm Vân. Dạ tụi con cũng là Lâm Vân. Kênh Lâm Vân USA. Dạ không thiệt mà. Dạ tụi con cái kênh Lâm Vân USA cũng là LV. Dạ Lâm Vân USA. La vang. La la the jazz. Lâm Vân. Mình ngồi đây ăn nhưng mà giống như là nó đang mưa nha. Ơi. Ngon chưa nè. Mời cả nhà nha, mời bà con cô bác nha. Mời bà con cô bác, mời tất cả nha. Rồi trước khi bây giờ nói nhiều quá khát nước uống, mời bà con uống miếng nước đây nha. Đây cho nước một cái. À. Các bạn nha. Và mời bà con cô bác nha. Bà con cô bác. Em ăn cái đó trước hả? Trước nha. Rồi em ăn đó đi. Mình sẽ ăn bò nhúng giấm. À không phải bò nhúng giấm, bò lá lốt nha mọi người. Ngon cũng giống như nhà hàng nha các bạn. Mọi người, ngon hơn chứ. ăn món ăn đường phố nha mọi người. Đó. Đây. Rồi nha. Ngon quá. Wow. Đúng là quê hương, mùi vị quê hương của mình. Mắm mà. Mắm thì nhiều người ăn không được thì kêu là hôi, mà nhiều người ăn được thì giống như mình là thơm. Và lá lốt thì phải có mắm nêm. Nó đúng nha. Ông uống bia không ơi? À mọi người, rất là ngon nha. Vừa ăn, chấm vô nữa là vừa ăn. Rất là ngon ngọt. Giờ nó phun giống như mưa vậy. Rồi mời bà con cô bác nha. Giờ thử cái này đi em. Em mẹ con hay là cầm nguyên luôn. Này ăn công vậy hả? Đây là dồi nha, dồi xả nha.
ăn không á, thì mình thường mình sẽ cắn thử luôn nha. Khỏi luôn, khỏi luôn. Yo, get it. Hey, yo. Thơm, mùi thơm là mỹ nên là xả mùi dầu xả nên là thơm mùi mùi xả. Ngon mọi người. Cay. Wow. Ngon quá. Nó vừa ăn rồi không cần chấm gì hết đó. Vừa ăn rồi. Thịt nè, thịt mỡ nè, rồi xả nè, rồi chiên lên nha. Cái cay ngon. Wow. Ngon. Ngon quá. Lemon fresh sauces. Rất là ngon. Quả hôm nay giờ nó mưa nhiều hơn nữa. Ngon quá. Ngon. Cái này là lần đầu tiên mình ăn á nha. Rồi. Rất là ngon. Hấp dẫn ha. Hấp dẫn nha. đang ăn review lòng heo không anh? Dạ, lòng heo. Rồi. Rồi xả. Rất là ngon, tuyệt vời. Đây nha. Đây là bò lá lốt. Bò lá lốt nha. Dạ. Wow, mê ha. Đây. Mình sẽ bỏ một chút xíu đồ chua nè, rồi rau thơm nè, và chấm vô mắm nêm nha. Đây, heo. Wow. Street food nha. Wow. Món ăn đường phố. Cái này mình mua xong mình đưa ra ăn ngoài đường luôn á, cho nên gọi là món ăn đường phố nha mọi người. Hả? Món nêm ngon. Rồi, giờ mình sẽ ăn gì đây? Túp lèo lý tưởng ăn này rồi. Bây giờ ăn cái này. Đây. Mời bà con cô bác nha. Bây giờ mình sẽ ăn nói thật sự. Cái nói chung là cái gì cũng ngon hết đó. Những cái này là những cái mà công của từng các anh chị em trong các hội đoàn của giáo xứ nha. Đó. Làm để mà nói chung là gây quỹ và giúp cho giáo xứ mỗi ngày một phát triển hơn. Thì mình cũng tới mình mua và mình cũng ăn uống và mình cũng ủng hộ. Đây là những món ăn rất là tuyệt vời nha. Nhớ lại những cái hương vị quê hương. Để mà ăn ở Mỹ mà để ăn được những cái món này thật là tuyệt vời nha. Rồi mời bà con các bác mời tất cả nha. Wow. Rất là tỉ mỉ nha, ăn gói trong những cái bịch như vậy để cho nó vệ sinh nè, với lại cho nó phải thơm. Đúng rồi, rất là vệ sinh, không có bóc tay hay là để ra ngoài rồi nó dính vô á. Với lại trời nóng á, bỏ đồ chua mà chung với mấy cái thứ kia là nó sẽ thiêu nha mọi người. Đó. Đó. Đây nha, bún thịt nướng nha. Wow. Trời ơi, quá ngon luôn. Ngồi ăn mà có giống như mưa nha. Đó, thần tiên á. Mưa phùn, giống như Đà Lạt đó. Mưa phùn. Đó, Lâm Vân review những cái gì mà độc lạ cuộc sống của người Việt ở Mỹ. Và những cái đây là những cái mỗi năm người Việt Nam mình tổ chức một lần. Ở đây là tiểu bang Oregon, mình ở tiểu bang khác, mình lái xe 3 tiếng rưỡi mới tới đây nha. Đó. Cho nên mỗi tiểu bang có một cái phong tục tập quán của người Việt riêng nha. Đây mình cũng muốn giới thiệu cùng với bà con cô bác về cái cuộc sống của người Việt. Thì cứ một năm tại giáo xứ này tổ chức một lần, thì cứ tuần đầu của tháng 7 thì sẽ tổ chức là tất cả từ bữa giờ là 46 năm nha. Thì Lâm Vân nói chung là cũng theo từ ngày qua Mỹ và khi biết được thì đi được là 27 năm, chỉ có 2 năm Covid là không có mở thôi, nhưng Lâm Vân vẫn tới để cảm ơn Chúa và mẹ đã ban cho mình những cái sức khỏe đã vượt qua cái đại dịch vừa qua đó, được bình an mà để còn có sức khỏe để đi tới đây để mà hàng năm để đại giữ cái đại hội Đức Mẹ La Vang nha. Rất là tuyệt vời, được ăn uống các thứ và gặp những người thân bạn bè
Đó, bởi vì mỗi một ngày là một ngày khác nhau thì mình không biết được như thế nào, thì bây giờ mình mỗi năm tụ họp về đây. Cảm ơn mẹ đã ban cho mình cái sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống, và cũng gặp bạn bè người quen nè, rồi thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam của mình nè. Thì cũng cảm ơn và cũng mong rằng mẹ ban cho mình một năm tiếp tục cuộc sống, tiếp tục bươn chải trên cuộc sống nha, làm con trâu. Rồi mời cả nhà nhé. Các bạn nhé. Ngon lắm. Ăn á, biết sao? Đi ra ngoài gì ăn nó ngon lắm. Chung là nó ăn đường phố rồi gì cũng ngon, ăn vặt đó. Không bằng này là nhiều ạ. À. Nói được bây giờ mình ra nhà hàng mua là hai vợ chồng ăn kéo tô phở không hết 30-40 rồi. Đúng rồi. Và một đống đồ ăn này đủ các loại nhé, giống như là giống như ăn ăn một bụng nhé, à buffet á. Ừ. Ngon lắm. Rồi mời bà con cô bác nha, rồi thì tiếp tục theo dõi Lâm Vân và để Lâm Vân cập nhật tiếp tục cuộc sống ở tại hải ngoại và những người Việt đang chung vui cùng giáo sứ ở tại tiểu bang Oregon nha. Rồi. Rồi mời. Rồi. Tiếp tục đồng hành cùng với Lâm Vân nha. Đây là những người trong ban hội đồng phục vụ của giáo sứ, giống như là tổ chức đây, ngồi đang giống như là ăn uống và nghỉ ngơi. Đó, thì bây giờ Lâm Vân cũng ăn xong rồi. Đó, rồi bây giờ chỉ còn hai ly nước thôi mà cũng gần cạn tàu ráo máng rồi. Bằng đó đồ mà Lâm voi ăn hết nha. Rồi bây giờ theo chân Lâm Vân đi coi ca nhạc và gặp người thân nha. Rồi. Hey, đông vui quá. Chào nha, chào tất cả nha. Chào, chào. Vô cái đi. Rồi, vô cái đi cho vui nè. 1, 2, 3, vô. Đó, phải mạnh vậy. Thua mình rồi. Anh nói sao vậy? Anh nói sao vậy? Anh nói sao vậy? Anh muốn lên TV thì anh nói, đúng không? Muốn lên TV, muốn được quay Lâm Vân USA. Kênh YouTube Lâm Vân USA. Yes, cũng là LV, cũng là la vang, cũng là vàng và cũng là làm cỏ. Dạ Lâm Vân USA. Dạ. Dạ quen mà, thì đang gặp mặt nè. Trời ơi. Bây giờ anh nói là 10 năm sau không? Sợ đẹp hơn. Bây giờ làm sao? Nó có cái app đúng không anh? Nó đẹp có 10 năm sau, 20 năm sau vẫn trẻ như thường. Đúng không? Đúng không? 10 năm nó còn trẻ hơn. Đây là vui vẻ ha. Dạ tụi em ở Seattle. Dạ, 3 tiếng rưỡi lái xe. 3 tiếng rưỡi lái xe. Cali luôn hả? Ồ, anh chị này ở Cali nè. Thôi, một lần nữa xin tổng chào nha. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Rồi, chào. Dạ, mai gặp. Ở đây mọi người rất là đông nha. Bây giờ bà con đang là ăn uống chờ đại hội, coi ca nhạc. Nhưng mà hôm nay rất nóng, nắng cho nên là đi ra ngoài đây hưởng thức. Đây... Đây dân ta đang ngồi đây. Ôi giời, giờ này qua đây mà ngồi ngắm cây bonsai đây. À, chào anh chị, khỏe không? Ăn uống no chưa? No rồi. No rồi, giờ đang ngồi nghỉ phải không? Rồi. Ok, gặp hai anh chị sau nha. Anh chị ở hotel hả? Đây cũng ở hotel. Đây tụi em ở cách đây 3 phút. Gần ngay đây này nha. Yeah. Okay. Ok rồi chào. Rồi đi nói chung là gặp bà con cô bác quen biết xong thì trời xế chiều nha, bởi vì thật sự nãy mình tới là cũng 7 giờ rưỡi rồi, gần 8 giờ rồi mà trời nó nắng, thì bây giờ khoảng cứ 8 rưỡi nha, 9 giờ mà trời mùa hè cho nên vẫn còn sáng nha. Rồi bây giờ bà con cũng nói chung là bây giờ mua đồ ăn no rồi thì chắc là vô coi ca nhạc hết rồi nha mọi người. Giờ mình vô coi ca nhạc. Đây quá trời đông luôn nha, chuẩn bị có ca nhạc.
này cũng chỗ mua đồ ăn phở các cái món ăn trong khi vừa ăn vừa coi ca nhạc. Đây chỗ này cũng bán cơm bán chỗ này là các cô các chú làm cơm order. Đó, có phở có bún bò quá trời kìa. Rồi chuẩn bị xe ca nhạc nha. Vâng, một lần nữa chúng con giáo sư Đức Mẹ La Vàng chúng con xin trân trọng chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần, quý cô quý bà và anh chị em đến với giáo sư Đức Mẹ La Vàng chúng con nhân dịp hành hương 46 để chúng ta cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Đức Mỹ và cảm ơn nhau. Thưa quý vị, giáo sư Đức Mẹ La Vàng chúng con rất trân trọng để đón chào quý vị cuối năm. Trong tinh thần của người Việt, chúng ta cùng đùm bọc nhau, chúng ta cũng xây dựng một tình rất là người Việt Nam với nhau. Để chương trình ngày hôm nay được tốt đẹp, chúng ta mong tất cả các quý vị ta cùng ổn định chỗ ngồi, quý vị chỉ có chúng ta có sự tinh thần vui là ở phía ngoài để chúng ta đang ở phía trong. Và bây giờ chắc chắn là những ca sĩ mà quý vị đang yêu thích, đang nóng lòng để không khí thú vị, để hát lên những tâm tình của quý vị yêu thích. Chúng ta chúa như chào bạn cho nhau và chúng con để kéo dài chương trình nữa bây giờ chúng con xin được trân trọng giới thiệu cha chánh xứ Đức Mẹ La Vàng Phó Lý Ngân xin có đôi lời thay mặt xin quý vị chúng ta cùng lớn cho cha Cao Minh Mạng Thế. Quay sẽ bị bản quyền nên mình không có quay được khi người ta hát nha. Đây là ca sĩ Tiến Liên. Ca sĩ Tiến Liên. Hãy subscribe.
Bye.
ăn mà nhất là cái gì phở Huế, món phở Huế. Bây giờ bà con nghỉ giải lao 15-20 phút nha. Giờ đi tiếp tục ăn uống và chơi. 10% discount. Em mua chanh ly nước. Bây giờ mình đi ăn khuya nha. Lúc nãy là ăn trưa, ăn chiều, bây giờ là ăn khuya. Rồi. Đây càng về khuya càng đông nha mọi người. Bây giờ người ta ra ăn uống nghỉ giải lao nha. Đó, về ca nhạc ngưng để cho bà con tiếp tục ăn uống và nghỉ ngơi. Bây giờ khi buổi chiều xuống á, nó đỡ nóng rồi nha. Bà con ra đông hơn, lúc buổi trưa đây nóng quá. Bây giờ mình vô mình mua nước uống. Coi có nước gì không? Coi còn nước gì không em? Có nước nhưng mà phải order ở đây. Rồi ấy hả? Order vô order đi. Nước gì? Nước chanh cái gì em uống giải khát. Con chào sơ. Dạ, dạ tụi con ăn rồi bây giờ chưa khát nước mua nước uống. Dạ có, phải order đây hả? Ông ơi, bên kia luôn em. Dạ, cảm ơn các sơ. Bây giờ ăn uống rồi, bây giờ bắt đầu khát nước nha. Bây giờ mình mua nước uống nha mọi người. Đây là cái hàng bánh tráng trộn này vẫn còn tấp nập. Vẫn cười. Mệt chưa? Sắp khóc rồi hả? Thôi bao giờ khóc tính nha. À, khi nào khóc gọi nha. Strawberry lemonade. Yep. Khi mình order á, là người ta ghi cái mình order cái gì, nhưng mà của mình thì họ quên order, nhưng mình vẫn nhớ nha. Có nghĩa là mình order cái strawberry lemonade. Cái strawberry là cái dâu tây đó. Đó, người ta đang lấy ra đây đó. Khi ấy vô là cháu nó đảo lên này, đảo lên cho nó đều, xong bắt đầu là nó đưa cho mình nha. Đó, đây
Rồi, thank you. Đây ly nước strawberry của mình nha. Lemonade màu nước chanh, mà chanh mà có dâu. Thử đi coi. Sao? Giống siro hả? Nhưng mà chắc giờ nó là oh yeah. Thơm ngon quá. Quá quá quá. Giờ mình sẽ đi. Đây các em thiếu nhi bá nàng. Đó. Nguyên ngày mệt rồi mà vẫn cười nha. Vui nha. Rồi mọi người tiếp tục đồng hành với Lâm Vân nha. Để buổi hội chợ về đêm. Nói chung là quán ăn đường phố về đêm. Nói chung là bây giờ chỉ còn nước uống là nhiều thôi. Còn đồ ăn là họ bán hầu như gần hết rồi. Đó, các bà nhà hàng mà bán đồ ăn là hết rồi nha mọi người. Ca sĩ Ba Nhân Văn. Bài đó cho anh tự sự chút xíu. Sao anh? Năm xưa chân đi sợ. Bài đó càng tự sự hơn. Chứ để tự sự đi anh quên. Năm xưa trên cây sợi là hoa đi mua xa xôi. Ô Đức Mẹ Chúa Trời, Maria ơi, Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ đây không thôi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đón những lời trong lòng vì xin đừng đi xa mãi, cho đường về xin ơi, đừng đi xa mãi. Có một người rất là đặc biệt, tự nhiên là yêu cầu Matthew Bell hát cái bài này. Chắc là bác thích phải không ạ? Bác thích bài này lắm không? Là bác 97 tuổi quý vị. Con từ xa con thấy biết không? Con thấy đẩy xe lăn bác vào đây là con thấy là một người rất là đặc biệt rồi. Tại vì có khi người lớn tuổi không có đi để đường hoặc là không có đi định đi đường, nhưng mà những người mà yêu mến Chúa không ngại vì cái sức khỏe của mình, không ngại là mình không đi được mà muốn đến nhà thờ, thì đó là cái nét đặc biệt của những người công giáo mà người lớn ngày xưa. Nên là cái lớp trẻ của chúng con cần phải học theo cái điều này, bởi vì thấy người lớn tuổi niệm đạo rất là xuất sắc và thấy thương lắm luôn á. Nên là những cái lời cầu nguyện của các cô các chú đối với Mai Thiên Vân là những cái lời cầu nguyện rất là quý giá. Nên là bác nhớ cầu nguyện cho con nha. Và các cô chú cũng nhớ cầu nguyện cho Mai Thiên Vân. Thank you.
Rồi giờ thôi thì một lần nữa thì cũng cảm ơn tất cả mọi người, video đã dài và hẹn gặp lại những video tới. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại những video tới, bye bye.